Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Ante Channel. Và các bạn ơi, ngày hôm nay anh em mình sẽ đến với hai thành viên Macaron khá là đình đám luôn. Wow, một trong những em rất là đẳng cấp của hệ Macaron nha mọi người. Đây, một cái cô bé rất là dễ thương luôn nè. Sở hữu thân hình khá là mảnh mai, bé này thì có tầm khoảng 3 skin các bạn ơi. Và chiêu thức thì có 4 chiêu nha, họ rất là hấp dẫn luôn. Thành viên này là Macaron Gold, anh em nào mà theo dõi mình thì cũng đã thấy rồi ha. Con này là một trong những con huyền thoại rất là đẳng cấp luôn. Và hai bé này kết hợp với nhau nó sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng nhau xem nha. Ok, let's go. Wow, và khu vực này thì hai tên đã leo lên tới khu vực của cao thủ rồi các bạn ơi. Wow, đây là những thành viên rất là đẳng cấp luôn. Level 70 và 5 ngôi sao vàng lấp lánh nha. Ở đây thì nên chúng ta sẽ đi trêu ghẹo nhẹ. Đầu tiên sẽ kể đến đó chính là một cái nhân vật level 55. Wow, ca này thì hơi bị căng nha. Anh em mình sẽ xài thử đến với thành viên là bé trâu mũi khoan. Ghê chưa, lao ra chỉ một chiêu thôi là bé trâu mũi khoan của mình đã hất tung thành viên heroic của tên bạn. Và đây là nhân vật chứng minh Ratun. Wow, đội sát thương của mình thì đang được đam, mình thì muốn thử cái siêu hút máu xem. Đây rồi, full cây nha anh em. Tiếp theo thì mình với lượng đam được đang gấp đôi. Thôi ơi, 175.000 luôn. What? Căng dữ rồi man. Thôi ơi, tên bạn gõ một cái thôi là anh em chúng ta không còn một miếng máu luôn anh em ơi. Ghê thiệt. Con này giật đam rất là ấn tượng nha. Mình là mình kết bạn lắm rồi đó. Ở đây thì mình xài thử cái chiêu hút máu nha mọi người. Lắm. Wow, mình không nghĩ rằng cái thành viên Heroic của mình lại có thể bị ngã xuống một cách đơn giản như vậy. Ôi cha, anh em mình tốn tiền ha, triệu hồi lại bé yêu này. Wow, đội hình tên bản ba con giống nhau luôn mới ghê đó chứ. Rồi, tuyển thành viên mới cái nè. Đây, còn bạn nào hổ báo trường mẫu giáo nữa không nha. Wow, vàng 5 sao siêu khủng. Đây là cái vàng Legend Daisy nha mọi người. Thành viên này là người nước ngoài, không phải là người Việt Nam nha. Ok, let's go, chiến luôn anh em ơi. Có sơ thử đội hình tên bạn. Lần này thì anh em chúng ta đang đến với một cái nhân vật 4 ngôi sao vàng lấp lánh luôn. Ca này lượng sát thương tăng gấp đôi. Wow, ngon lành canh đau. Pha này thì hút máu một cái đi anh em ơi. Cái gì chứ, mình thấy lượng máu mình yếu là mình rung rồi đó. Rung như cày sấy luôn. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ đến với tuyệt chiêu. Đây, nhân vật này, sự kết hợp hoàn hảo của chiêu mặt trăng và được giật lên tới 6 lần. Con này thì rất là đẳng cấp luôn. Rồi anh em chúng ta sẽ hút máu nhẹ tên bạn đem về xài đỡ coi nè. Wow, 124.000 luôn, nhưng mà dường như là không thấm tháp gì với mình cả. Lần này thì nhân vật Macaron Gold, con này thì hiện tại trắng xác luôn các bạn ơi, chơi dày cho nó ngầu nè. Wow, chữ C đầu tiên cuối cùng cũng đã xuất hiện trên TV. Wow, và bây giờ level 70. Ui, tên bạn hai con 70 và một con 64 các bạn ơi. Đội hình này là các bạn nhìn sơ là thấy nhỉnh hơn mình rồi đúng không? Bạn nào mà chưa đăng ký kênh HNT thì nhớ để lại một subscribe nha. Đây, anh em bấm nhẹ vô cái nút đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để mọi người sẽ không bỏ lỡ những video vô cùng hấp dẫn, những trận đấu căng não đến từ tên HNT Channel. Ở đây thì chúng ta sẽ hút máu nhẹ tên bạn cái nha mọi người. Wow, trận đấu vô cùng gay cấn luôn. Thả nhẹ một like để ủng hộ cho hai anh T có thêm động lực nha mọi người. Và đây sẽ là cái tuyệt chiêu hút máu. À, chiêu này mình khoan xài đã. Mình ngó sơ nhẹ, thôi mình lụm luôn cái đi ha. Bé này thì mình lụm trước. Đó, level 70, ca này hơi căng nha. Tên bạn mà nó đam là mình lên dễ liền luôn ấy. Ở đây thì mình sẽ nhờ đến thành viên đó chính là bé trâu. Bé trâu mũi khoan, một trong những nhân vật có khả năng chịu đựng cực kỳ tốt. Wow, tiếp theo thì mình sẽ đến với nhân vật. Đây, con này nó giật lên tầm khoảng 6 lần là ngon lành cành đào luôn. 151. À, tem này tính là cũng ổn ha. Rồi, anh em chúng ta thử chiêu hút máu coi nào. 50 mấy ngàn. Lắm. Rồi, quá tuyệt vời. Ôi cha cha, bây giờ thì bắt đầu có một cái trận này nó hơi gắt rồi nè. Anh em mình hút máu nhẹ tên bạn cái để lấy lại phong độ coi. Đó, 210.000 là mình lấy mình phong độ lắm luôn rồi đó các bạn. Mình thấy mình phong độ ghê gớm lắm luôn rồi đó. Máu nó lên là thấy phong độ mà bị nó dỗ xuống cái máu thì tuột trở lại liền luôn.
Rồi bây giờ thì anh em chúng ta sẽ xào nhẹ với cái chiêu lượng sát thương tăng gấp đôi, chắc mình lụm con này được nè. Wow, không cần xài chiêu hút máu luôn. Ba con của mình, các bạn thấy level ghê chưa? Nhưng mà lượng máu của mình bị ép xuống còn rất là thấp luôn. Chiến đấu những cái trận này vô cùng hồi hộp và gây cấn. Rất là tuyệt vời. Tiếp theo thì anh em chúng ta lại đến với cái đội hình như thế nào đây? Wow, level 70 tiếp anh em à. Ở đây thì mình xài được cái chiêu gọi là hút máu cho cả ba con luôn. Nhưng mà ở đây mình để dành cái chiêu này lại đi hen. Lụm lượng sát thương tăng gấp đôi. Dòng xoáy tử thân. Ok. Và bây giờ team bạn đang ép mình xuống còn khoảng 120 thôi. Bây giờ thì mình sẽ thay đổi đi nha. Mình thay đổi chiến thuật các bạn à. Cho bé trâu mũi khoan ra cưa cẩm nhẹ nhàng. Sau khi mà bé trâu ra cưa rồi thì nên chúng ta sẽ ra lụm luôn. Đây. Chắc có lẽ là mình lụm cái này đi ha. Bơm máu rồi cho về cho nó sướng sướng một xíu. Wow. Chiến binh ra xuân. Hồi máu trở lại nè. Trời ơi, khả năng hồi máu rất bá đạo luôn. Chắc có lẽ là anh em mình nên nhờ đến anh Đại này rồi ha. Đây, ma cà rồng. Con này nhìn nó xương sẩu dễ sợ luôn á. Ốm nhôm ốm nhách nhưng mà sức mạnh rất là ghê. Không đùa với bé này được đâu. Wow. Ừ, 5 ngôi sao, mấy con 5 sao là các bạn biết rồi đó. Toàn là hàng dữ không. Không có con 5 sao mà nào mà nó hiền hết trơn á. Lượng đam toàn là khủng khiếp thôi à. Oh my god. Lại một lần nữa, nay chúng ta đã phải hy sinh hết nhân vật ma cà rồng vô cùng đẳng cấp của team rồi. Wow. Bây giờ ông lẽ tốn 80 game nữa để triệu hồi nó về chiến đấu cho anh em xem nữa. Ây cha cha, hôm nay chơi hơi bị tốn tiền nha. Rồi, nhưng mà không có nó thì nên chúng ta không có qua màn nổi đâu các bạn. Khu vực trên đây là mình lên tới răng cao thủ rồi. Còn lên tới răng thách đấu là các bạn biết nó còn ác chiến dữ nữa. Rờ tới con nào con đó là 70 và tô là hàng heroic và là hàng rất là đẳng cấp luôn. Cho nên đó là anh em chúng ta đang nằm ở cái ranh này gọi là cao thủ rồi. Ráng ráng là lạng lên trên kia là bắt đầu thấy trời xanh đất rộng liền. Ở đây nó chia thêm thành nhiều khu vực các bạn. Anh em mình mà chiến đấu lên càng nhiều thì chúng ta sẽ gặp những đối thủ càng mạnh. Ở đây thì ôi chua ghê chưa. Wow, anh em mình tranh thủ me lụm luôn con này nha. Ôi chiến binh ra tôn cũng khá là kinh ha. Ở đây thì mình xài luôn cái chiêu hút máu rồi, cho nên lượng máu của mình không có hút lên nổi nữa. Đó, phải tốn 2 lượt. Wow, ghê vậy. Hút máu lên luôn nữa nè. Ngon lành chưa. Rồi, sau đây thì nên chúng ta bắt xe nhẹ với lượng sẽ thương tăng gấp đôi. Tầm này, con này tuổi gì với mình. Mặc dù chú ấy 5 sao, level cũng 55, nhưng mà đối với mình thì kinh lắm cơ. Mình kinh tướng lắm cơ. Rồi bây giờ thì anh em chúng ta lụm nhẹ luôn thành viên này với lượng sát thương đang được tăng gấp đôi đến từ thành viên Macaron Ghost. Wow. Rồi ở đây thì đội hình tên bạn mình kiếm đội hình nào nó cứng cáp mà mạnh mạnh xíu quýnh cho sướng nha mọi người. Ui 70 kìa, thấy mấy con 70 là kết rồi đó. Vô cho người ta thấy gọi là trời xanh đất rộng nha. Đây núi này cao còn có núi khác cao hơn. Lắm. Đầu tiên thì sẽ ép cái lượng máu tay bạn xuống 150k luôn các bạn ơi. Thì chiêu này đây chúng ta chưa được đam đó. Con này mà nó đam cái chiêu này nữa thì ai mà chịu cho nổi. Wow, 90.000 máu giờ bị thổi bay luôn. Tiếp theo thì mình sẽ đến với cái nhân vật đẳng cấp này đi. Lắm. 174k. Thành viên Angus đang lao ra và lần này cũng kinh thế. Wow, bơm máu cho ba thành viên. Anh em chúng ta đang ép tem bàn. Dường như sức ép chưa đủ, mình phải tăng cái độ ép lên. Không đùa được đâu. Wow, sức chiến đấu đến từ nhân vật này xem. 170, ôi 189 các bạn ơi. Hút máu nhẹ một cái coi nè. Căng ghê chưa, 104.000 luôn anh em ơi. Và giờ đây, đây, mình không chỉ có một con. Một con là biết chịu không nổi rồi. Ở đây này chúng ta đang có hai thành viên rất hổ báo. Thêm con trâu nữa, sức chịu đựng vô cùng kinh khủng luôn. Ui, 70, 60. Hết lực đánh rồi.
muốn chiến đấu thêm là anh em chúng ta phải tốn tiền nữa các bạn ơi. Thiệt tình là kinh phí rất là chùa luôn. Ở đây thì anh em nào trong team nhớ làm nhiệm vụ nha. Bạn nào mà làm miếng là mình đá đích ra tuyển thành viên mới đó. Anh em chúng ta đã leo lên tới cái khu vực level 5 rồi nè. Phần thưởng chắc chắn nhận được sẽ là như đây. Còn đây level 6 là một cái rương cũng rất là tuyệt vời. Rồi anh em cố gắng nha. Hiện tại thì còn tầm khoảng 1 ngày và 9 tiếng nữa là hết sự kiện rồi. Team của mình toàn là cao thủ không các bạn ơi. Bạn nào mà làm biếng thì cao thủ không chịu làm việc là đá đích nha. Ở đây là trời ơi, điểm rất là thấp. Bạn Quân Trường với bạn Đăng này nha, bạn Chinh Phạm nè. Mấy bạn này mình me, mình đá đích ra đó nghe. Tuyển thành viên mới về chơi đấy. Rồi bây giờ thì nên chúng ta sẽ đến với một cái khu vực nữa, đó chính là khu vực list. Ở khu vực này thì tổng hợp những con rồng khá là đình đám rồi. Wow, mình sẽ mang luôn cái con ma cạch rồng. Và ở đây chúng ta có thêm một cái nhân vật. Thôi mình cho cái con hệ mộc này đi chiến đấu luôn đi ha. Ok, let's go. Khu vực này thì chúng ta quýnh được tầm khoảng 5 hiệp luôn đó mọi người. Không có đùa được đâu. Đây đây đây, khu này chiến đấu rất ghê nha. Đầu tiên sẽ kể đến đó chính là nhân vật bé Titan. Wow. Vô đây thì thành viên này như là anh đại rồi các bạn. Chữ mới chữ C thôi, nhưng mà lượng đam thì không phải C đâu. Thôi ôi, dỗ một phát ba con rụng rúng với mình hết. Kêu gì nổi không. Rồi sau đây mình sẽ cho cái nhân vật Titan của mình ra làm mưa làm gió nè mọi người. Thuộc dòng Legend Daisy, con này lúc mới ra bán tới 372.000 một con. Bây giờ thì có thể dễ dàng lấy được chú ấy rồi, nhưng mà lúc chú ấy mới ra thì rất là hot các bạn à. Wow, và mọi người thích mình review về cái con Dragon nào thì đừng quên comment trực tiếp vào bên dưới video luôn nha, để chúng ta sẽ review những cái em vô cùng bá đạo cho các bạn xem. Ở đây thì chúng ta vẫn đến với nhân vật ghê gớm nè, lắm. Đó, hút ba con cùng một lúc luôn. Kèo nhà với chi hút máu. Nhân vật anh đại lôi ra chiến là thấy khác liền. Wow, victory nha. Ê, anh em mình lên chữ nữa rồi các bạn ơi. Mới đây nhảy lên tới chữ C rồi, nhận thêm được 6 viên gan bỏ túi luôn. Hồi nãy là một trận là mình tắt thở, là mình hồi sinh trở lại, mình tốn tới 8 viên game các bạn. Rất là chua. Ở đây thì nên chúng ta mới lấy được một phần khá là nhỏ bé thôi. Wow. Đây đây đây, hệ hút máu siêu vô cùng đẳng cấp. Đỉnh chưa. Rồi bây giờ xào luôn nhẹ cái thành viên Lazaza. Đặt tên cũng khôn ngầu ha. Wow, victory nha. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm nhẹ. Lắm. Wow. Rồi, Melee. Để xem coi tên bạn chịu đựng nổi với sức mạnh đến từ ma cà rồng của tên mình hay không đây. Ra em nào là mình xào em đó. Xào gọi là xào chính luôn. Xào không có xào sống đâu nha. Xào chín ngon lành luôn. 173k. Trời ơi, con này luyện dày sớm lên chữ các bạn ơi. Cái kiểu này là match với A cộng luôn ấy. Rồi thừa cái bộ giáp vô cùng chắc chắn luôn nè. Đây cho chú chơi với một nhân vật cùng đẳng cấp với mình đây. Nhân vật Titan hệ lá. Wow. Hai con solo tay đầu với nhau các bạn ơi. Chiêu đầu tiên mình đã tấn công tay bạn đáp trả vì như mình không cầm cự nổi rồi. Con này nó tới 3 sao rồi, nó gõ có một cái thôi là Titan của mình về thành luôn rồi. Wow. Ghê thiệt. Rồi, ở đây thì anh em chúng ta đang đến với nhân vật 5 sao. Ồ. Oh. 102.000 máu anh em ơi. Toàn là những anh đại rất là đẳng cấp luôn. Sau một hồi trình diễn nhẹ nhàng, anh em mình win toàn tập nha. Và ở đây mình đang tách mảnh các bạn ơi. Mình đang tách mảnh Orbit ra nè để mình luyện rồng. Mình nâng sao lên cho rồng ấy. Rồi bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ để lại một subscribe nhẹ cái nha. Nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông. Đó, để HNT có ra video thì mọi người sẽ đều nhận được thông báo hết nha. Rồi và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo luôn nha.